4 bước cải thiện tài chính hiệu quả. Bước 1. Tìm hiểu nguyên nhân gây thất thoát tiền bạc. Ở bước đầu tiên này, bạn cần phải xác nhận rõ ràng rằng sự thất thoát diễn ra là do bạn. Bạn chính là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện nay. Bởi bạn là người quyết định cách sống, cách làm việc và cách tiêu xài của mình. Tránh mọi sự bạo biện hay đổ lỗi, vì chỉ khi bạn trung thực với chính mình thì bạn mới có thể xử lý triệt để vấn đề. Bước 2. Liệt kê cụ thể về hành vi sử dụng tiền bạc hoang phí, không hợp lý mà bạn đang vướng mắc. Ví dụ như, mua sắm vô tội vạ, tiêu xài vượt mức lương đang có, không có sổ ghi chép thu chi, chi tiền chưa khôn ngoan. Theo luật hấp dẫn, bạn không trân trọng tiền bạc của mình thì tiền bạc sẽ lần lượt rời xa bạn. Bước 3. Thực hiện giải pháp tháo gỡ. Hãy thực hiện một số kỹ thuật luật hấp dẫn để cải thiện sự kết nối giữa bạn và tiền. Ví dụ như, biết ơn số tiền đang có, hạnh phúc với số tiền được nhận, nói lời cảm ơn với số tiền vừa đến, tưởng tượng mình đang sở hữu số tiền mơ ước. Bước 4. Quản lý tiền bạc. Trang bị sổ thu chi tiền bạc mỗi ngày để kiểm soát dòng tiền. Và thường xuyên đặt câu hỏi ví dụ như, tôi có nên mua món này không? Tôi có nên cho bạn này vay tiền không? Tôi có nên đi du lịch vào thời điểm này không? Đây là một cách giúp bạn tỉnh táo hơn trong những lần chi tiền của mình. Hãy thực hiện ngay với 4 bước đơn giản này sẽ giúp bạn cải thiện tình hình tài chính của mình trở nên tích cực hơn. Quyển sách đặc biệt này sẽ là công cụ giúp bạn thay đổi tài chính ở mức nhanh nhất. Sách có mô tả và hướng dẫn bạn một cách cụ thể và dễ ứng dụng. Hãy sở hữu ngay!